Nhân quả đó, dù cho mình có làm chuyện tốt 1.000 lần, mình làm xấu 1 lần, mình cũng phải bị trả cái quả đó 1 lần. Cho nên những người nào mà đi xuống địa ngục á, mà 1 lần á, là người đó có đại phước. Thì ví dụ mình ngoại tình 10 lần thì mình bị ôm cộng đồng 10 lần. Thì khi mỗi lần á, mình rất là đau đớn, mình chết. Mình chết thì lúc đó ngài Địa Tạng đó ổng mới thổi một ngọn gió sảo phồng, cái tự nhiên cái những người đang bị cực hình đó, chết hết, có quỷ dạ xoa. Chú có đọc cái đó rồi, đọc đọc cái kinh Địa Tạng nó ghê gớm lắm, rồi có mấy con trâu xác, rồi ghê gớm. Cái cảnh mà gọi là nó địa ngục đó, nó nằm ở phía miền nam của trái đất của mình nè, ở sau núi Tu Vi á. Ở ngoài trái đất nó có núi Tu Vi bự lắm nha, chứ không phải là không gian đâu. Thì nó nằm ở phía sau núi Tu Vi á, là nó xa với cái hệ mặt trời của mấy cái hành tinh của mình. Thì người mà nhiều tội á thì chết cả 1.000 lần. Khi mình vẫn bị đau đớn, mình có cái chân thần á, mình đau, mình biết sợ, rồi để cho mình tởn. Nhưng mà linh hồn là bất tử, trừ khi thời nay á, những cái người mà quá sức lì lợm á, là cho tan thành khói là bay luôn á. Chứ còn dưới xuống địa ngục là sướng rồi. Chết 1 lần cái thằng ngày Địa Tạng ổng thổi ngọn gió hồng, cái là sống lại, cái bắt đầu đi hành hình tiếp. Nó qua tới mấy cái biển khổ. Địa ngục nó không phải là 18 tầng nha, nó rất là nhiều, cả 1.000 tầng luôn á. Cho nên người nào mà chết 1 lần dưới địa ngục là người đó có đại phước.